Câu 17, có bao nhiêu cặp số xy trong đó xy là các số nguyên dương thuộc cái đoạn từ 0 cho đến 2022 sao cái đề bài buồn cười thế nhỉ? Đã nói nguyên dương lại còn thuộc đoạn 0 đến 2022. Tại sao thầy nói buồn cười? Tại vì là đã là nguyên dương đây thầy chép nguyên si cái đề của Sở Hà Tĩnh năm 2022 nhé Thầy đâm ra thầy không muốn sửa tại vì đã thích lại đề thì mình sửa lại nên nó không hợp lý. Nhưng mà tại vì nó nguyên dương nó thuộc đoạn tất nhiên đề bài thì không sai nhưng nó buồn cười. Đã là nguyên dương lại còn thuộc cái đoạn từ 0 đến 2022. Tức là ý là nguyên dương thì bao giờ lớn bằng một rồi Nó cho này thì dễ bị nửa mất là lấy cả giá trị là số 0 này Nó thỏa mãn điều kiện này, được chưa? Thì đề bài yêu cầu các em là tìm xem là có bao nhiêu cặp số x y thỏa mãn điều kiện này Bao nhiêu cặp Thì ngay lập tức các em nhìn ra cái ý tưởng về hàm đặc trưng ngay lập tức Cái con mắt của nó đảo vào đây cái là các em nhìn hàm đặc trưng nhá Rồi, các em có được cái... Ta có này Nào các em có điều gì xảy ra Nào hai mũ x cộng x Nó sẽ bằng là Y bình phương cộng với 610 năm cộng với loga cơ số 2 của y bình phương cộng với 610 610 năm được chưa? Rồi, các bạn có thể quan sát thấy là à mình có thể đặt cho thầy cái cụm này bằng t thì cái này là hai mũ t. Để các bạn nhìn không? Các em nhìn các em có nhìn ra được nếu mà các em đặt này bằng bằng t này thì cái này chính là hai mũ t này cộng t này. Vậy đây chính là hàm đặc trưng. Nhìn ra hàm đặc trưng nhỉ? Hàm đặc trưng đấy hàm nói trên F U bằng 2 mũ U cộng U và rõ ràng hàm này là hàm đồng biến trên R nhá Vậy thì cái phương trình của chúng ta sẽ tương đương với điều gì à, T bằng U nghĩa là các em có X của chúng ta sẽ bằng nô ga cơ số 2 của Y bình phương cộng với 615 năm Rồi có bao nhiêu cặp số X Y trong đó xy là là số nguyên dương thì ở đây các em cho chạy thôi nhá xem cho chặn khoảng thôi nào các em có được Bây giờ mình chặn dần nhá Chặn dần để mình chặn được khoảng của x Thì cái này nhọn bằng cái gì Noga cơ số 2 của 2022 bình phương cộng với 615 đúng không Tại vì y nhọn bằng 2022 Được chưa Rồi ok Thế bây giờ mình sẽ ấn Casio ra Đây Đây là cái máy tính Casio Thầy sẽ ấn vào xem xem cái giá trị của nó Sẽ như nào bây giờ Đấy nhá Đó ta Rồi ok Các em phải ấn như sau Các em ấn Noga Cơ số 2 của Đây là 2022 bình phương xong cộng với 615 đi. Rồi, nó sẽ uh, nhỏ nó sẽ nó sẽ nhỏ 22, cái giá trị này nhỏ 22. Như vậy mình cho x chạy từ 1 đến 21 tại vì x là một số nguyên dương, đúng không? Vậy thì x chạy từ 1 đến 21. Như vậy <laughs> ta sẽ có được cái gì? 2 mũ x bằng y bình phương cộng với 615. Và x thuộc cái tập hợp là 1 2 21 rồi, như vậy các em table này. Y sẽ bằng căn bậc 2 của 2 mũ x trừ đi 6 cho 10 năm. Các em cho start. Đó là 1. N. Các em cho 21. Và step. Các em cho 1. Để các em kiểm tra xem khi nào mà các em gặp các cái giá trị nguyên dương. Của Y. Y nguyên dương thì các em lấy được nhá. Nào, menu 8. Table. Các em ấn căn bậc 2 của 2 mũ x trừ đi 615. Được chưa? ok, các em vẫn bằng start 1 n là 21 step 1. Rồi, mấy cái này thì nó không phải là số thỏa mãn. Rồi đến tận đây này, các em nhớ là y là một số nguyên dương nên những cái giá trị này các em không đợi. À đây rồi. Các em thấy bổ xong các em thấy là x bằng 12 và y bằng 59 thỏa mãn này. Các em ghi này, x bằng 12 y bằng 59, còn số nào nữa không? Kiểm tra tiếp nhá. Kiểm tra tiếp này. X 12 y bằng 59 này. Ồ oh, hết rồi nhá Không còn gì để nói nhá Như vậy có mỗi một cặp thôi Là x bằng 12 và y bằng 59 nhá Vậy có đúng một cặp là x bằng 12 y bằng 59 Xong Và do đó thì các em chọn được cái phương án là phương án B có đúng một cặp X bằng 12 y bằng 59 Câu 18 Cho các số thực x y thỏa mãn điều kiện Gì đây Noga cơ số 2 của 2 x trên 2 cộng x Trừ đi Loga cơ số 2 của y Thì bằng 2x Cộng với 2y cộng xy Trừ đi 5 Được chưa? Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này là gì? Đó, giá trị nhỏ nhất của biểu thức này là gì? Rồi Các bạn có thể giải quyết bài toán này bằng cách nào? Nào Đầu tiên là mình sẽ thấy xy là số thực Nên tốt nhất là các em ghi cái điều kiện nhỏ nhỏ Ở đây là 2 trừ x trên 2 cộng x Nó phải dương Và y nó cũng phải dương Ở đây các em sẽ tương đương được điều gì? Nào âm 2 bé x bé 2 và y phải lớn không Ok để đây đã nhá Bây giờ mình sẽ quan sát cái này và các em cố gắng để nhận xét xem nó có cái gì đặc biệt hoặc ít nhất là có thể đưa về hàm đặc trưng hay không thì các em thấy là cái 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 điều kiện của chúng ta ấy, thì các em kéo theo là gì noga cơ số 2 noga cơ số 2 y đây mà các em thấy là ở đây nó xuất hiện cái 2 chữ x 2 cộng x đây là xuất hiện x dính với y x nhân với y nên tốt nhất là mình sẽ đưa nó về cái bất phương trình tương đương với điều gì? Nào, à phương trình tương đương với phương trình tương đương với loga cơ số 2 của 2 chữ x trên 2 cộng x này. À chia cho y, đúng không? Chia cho y. Thì thấy cho y ở dưới. Được chưa? Tại vì loga cơ số 2 của a trừ loga cơ số 2 của b thì bằng loga cơ số 2 của a phần b, nhớ chưa? Thì cái này nó bằng gì? Bằng 2x cộng với 2y này cộng với xy trừ -5. Ok chưa? Rồi, tới đây các em tốt nhất nhá. Thầy khuyên này. Khi mà các em đọc những cái giả thiết mà xuất hiện hai cái loga, một bên là loga, một bên là cái số như này ấy, là các em cố gắng để tách thành hai cái để các em cố gắng tạo ra hàm bậc trưng bằng cách là các em tách thành hai cái hiệu nhá. Đó và các em quan sát vào những biểu thức bên trong cái dấu loga khi mà các em tách hai cái hiệu đấy. Loga cơ số 2 của 2 trừ x này. Trừ đi loga cơ số 2 của đây là 2y cộng với x. Đúng không? Thì cái này nó là 2x cộng với 2 y cộng x y trừ 5. Đúng nhau, Đúng nhau. Ok, thế bây giờ mình cố gắng để tạo ra cái gì? Cái gì? Bên này nó có cái điều gì giống nhau? Đó. Thì các em nhìn này, 2y cộng xy bên này xuất hiện hai có y. Tuyệt vời. Đó, nhìn nhá. Nhìn này, cố cố gắng quan sát này, quan sát này. Look look carefully này. Look carefully. Cái này này, hay cộng xy. Nhìn nhá, quan sát này hay có ý gì đúng không? Cũng có hay có ý gì. Đó, nhìn thấy chưa? Kem nhìn thấy không? Còn cái hai chữ x này thì đây có xuất hiện 2x rồi. Thì hoàn toàn mình có thể tạo ra cái 2x giống như cái này vào bên trong bằng cách là kem cộng thêm một để xuất hiện 2x ngay lập tức. Đấy nhá. Thầy muốn bên ngoài nó cũng phải có 2x giống bên trong biểu thức Noga thì thầy có thể tác động biểu thức Noga này bằng việc là thầy cộng một Thầy có thể tác động vào biểu thức Noga bằng việc là thầy cộng một nhá. Thì thầy sẽ tương đương với điều gì? Đây, nó sẽ tương đương với điều này. Chúng ta sẽ thấy nó sẽ tương đương với là cái này các em cộng thêm một thôi bằng cái này cộng một Thì khi các em cộng một ấy Thì các em để ý các em cộng vào cái bên này này Các em cộng vào bên này này Đừng cộng vào đây Các em cộng một là các em cộng một cả hai vế Ý đó là cộng một cả hai vế Thì thầy sẽ cộng một ở đây Được chưa Thì cộng một vào đây thì xuất hiện Mục đích của mình nó xuất hiện cái 2x Nó giống cái kia à, Tương đương với là gì Loga cơ số 2 của đây là loga cơ số 2 của 2 đúng không? Thì cái này nó 2 là 2 lần 2 cộng 1 nó 4 trừ đi 2x. Nào các em thấy nó giống chưa? Đó. Được chưa nó mình hiểu bài không? Nó sẽ bằng là ở đây thầy viết lại là 2x chữ 4 đi Nào các bạn nhìn nó hàm đặc trưng chưa? Nhìn hàm đặc trưng chưa? Nhìn hàm đặc trưng chưa? Rồi, lúc này các em chuyển vế này. Là các em có được Noga cơ số 2 của 4 đi 2x này Cộng với 4 2x này Nó sẽ bằng là Loga cơ số 2 của 2y cộng xy này Cộng với 2y cộng xy Rồi đây rõ ràng hàm được trưng ft bằng Noga cơ số 2 của t cộng t đúng không ừ. Ok Thì cái này các em thấy là Nó chính là hàm được trưng luôn Hàm nói chung của chúng ta là gì? FT sẽ bằng noga cơ số 2 của T cộng với T. Trong đó T thuộc khoảng từ 0 đến vô cùng. Thì đương nhiên hàm này là hàm đồng biến. Đúng ở lớp. Nó sẽ là hàm đồng biến nhá. Yeah. Ok. Thế này tương đương điều gì? Cái này tương đương điều gì? 4 trừ đi 2X sẽ bằng 2Y cộng XY. Rồi. Như vậy các em phát hiện ra là wow. hóa ra là 2X cộng 2X cộng Y này. Rất đối xứng. Cộng với XY bằng 4. Như vậy cả một cái giả thiết to đùng của đề bài. Vậy ta có Vậy x có được thỏa mãn điều kiện như sau. Cả giả thiết to đùng của đề bài các em sẽ có được âm -2 bé x bé -2 này, y dương này và các em có hai lần x cộng y cộng x y bằng 4. Các em biến thành giả thiết như này. Đó. Và cái đề bài yêu cầu các em tìm min của biểu thức P. Cần tìm min của P bằng x bình cộng y bình cộng x y tới đây vẫn vẫn khá là khá là khó em tưởng là làm tới đây là mình đã xong nhưng thực ra chưa làm tới đây mới chỉ là bước một thôi đó gọi là gọi là gọi là cái màn mở đầu thôi đó màn mở đầu đây mới chỉ là cái sự khởi đầu thôi đó, nhưng dù sao kem làm được tới đây là thầy cũng uh, rất là mừng rồi như vậy nếu mà kem làm tới đây là kem đã trải qua được những cái biến đổi logarit và những cái quan sát logarit rất là tốt để các em phát hiện ra những tính chất về hàm đặc trưng rất là tuyệt vời nhá yeah. rồi nếu mà các em làm được tới đây thì các em đã qua được bước 1 và các em đã qua được cửa ải đầu tiên bây giờ mình sang cửa ải tiếp theo nhá yeah. các bạn thấy là như này uhm, có vẻ khó nhở nên tốt nhất là mình sẽ đưa về một biến tại vì đây là có hai biến x y tốt nhất mình đưa về một biến đi thì mình sẽ đưa về biến, biến x nhân y hoặc đưa về biến x cộng y tùy các em nhé thầy sẽ đưa về biến x cộng y đi nào bước tiếp theo thầy đặt x cộng y bằng t thì ta sẽ có x nhân y của chúng ta sẽ bằng 4 trừ đi 2t đúng không bây giờ các em phải cố gắng chặn khoảng của t chặn khoảng của t nhá các em lưu ý này chặn khoảng của t bằng cách nào mối quan hệ giữa x cộng y với x y là gì x cộng y tất cả bình phương bao giờ lớn bằng 4 xy y nên ta sẽ có được là t bình phương lớn bằng 4 lần x nhân y là 4 trừ 2t. Vậy cái này các em sẽ có được ngay là t bình phương cộng với 8t trừ đi 16 lớn bằng 0. Đúng không? Rồi, t bình phương cộng 8t trừ 16 lớn bằng 0 thì các bạn có thể mang một cái máy tính ra. Đó, menu 922, 1 bằng 8 bằng âm 16. Rồi, các em có được là t nằm ngoài khoảng hai nghiệm, nghĩa là t của chúng ta sẽ lớn bằng 4 căn 2 trừ đi 4. Hoặc nghiệm còn lại ở đây đó là sẽ nhỏ bằng âm 4 căn âm 4 âm 4 căn 2. Nó sẽ có một trong hai trường đấy thôi nhá. Mà các bạn lưu ý là t bằng x cộng y và cái điều kiện là x lớn âm 2 và y lớn 0. Nhá. Lưu ý này. Vì các em có được x lớn âm 2 và y lớn 0 cái điều kiện nên x cộng y của chúng ta lớn âm 2. Do đó t của chúng ta phải lớn âm 2 nên không thể xảy ra cái trường hợp là t nhỏ hơn hoặc bằng âm 4 trừ đi 4 căn 2 được Nên chỉ có thể xảy ra trường hợp là T lớn bằng 4 căn 2 trừ đi 4 mà thôi Và bây giờ các em cố gắng biến đổi biểu thức P theo T Với T bị chặn trong cái lửa khoảng từ 4 căn 2 trừ 4 đến số vô cùng nhá Ok Bây giờ các em xét biểu thức P nhá Xét biểu thức P Thì thầy muốn Xét P cộng 4 đi Thầy xét P cộng 4 để xuất hiện cái X cộng Y Hoặc là P của chúng ta bằng gì P của chúng ta là X cộng Y tất cả bình phương Trừ đi 2XY cộng xy đúng không? Đó, nó bằng t bình phương trừ dx y. trừ dx y. Nó bằng t bình phương trừ đi 4 trừ đi 2t. Và các bạn thấy ngay được cái này là t bình phương cộng với 2t trừ 4. Và hàm số này rõ ràng nó đồng biến. Trên cái nửa khoảng từ 4 căn 2 4 cho đến dung vô cùng. Nên ta suy ra P của chúng ta sẽ lớn bằng cái giá trị t bình phương trừ cộng 2t trừ 4 khi mà các em thay T bằng 4 căn 2 trừ 4 vào đây. Đó thì cái việc còn lại thì Casio có thể hỗ trợ được nhé. Cái phần menu 1 này. X bình phương cộng với 2X trừ 4. Rồi các bạn can. 4 căn 2 trừ 4. Rồi nó sẽ bằng 36 trừ đi 24 căn 2. 36 trừ 24 căn 2. Dấu bằng xảy ra khi sẽ phải bằng y và bằng 2 căn 2 trừ 4 nhá. Dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi x bằng y bằng 2 căn 2 trừ 2. Thỏa mãn. 2 căn 2 trừ 2 lớn không? Nhỏ là 2 thỏa mãn. Đấy dấu bằng nhá. Vậy đáp án là 36 trừ 24 căn 2. Đáp án B. Xong bài toán. Thì đây là đáp án B. Rồi, như vậy là các em phải hiểu là bài toán này sẽ có hai bước. Bước 1 là các em phát hiện ra đặc trưng để các em biến thành một bài toán mới. Đây là bài toán mới này. Đó. Nhưng ít nhất là các em phải phát hiện ở hàm đặc trưng để các em biến nó bài toán này. Đó. Nhưng nhớ là rất nhiều bạn biến bài toán này các em vẫn quên mấy điều kiện. Nhớ là vẫn phải có cái điều kiện của x và y đó là x thuộc cái khoảng từ âm 2 đến 2 và y dương. Và các em tạo từ cái giả thiết rất là phức tạp như này, các em qua một cái số biến đổi về hàm đặc trưng để các em biến thành cái giả thiết rất đơn giản. Đó là 2 lần x cộng y cộng y bằng 4. Rồi, để mà tìm min của biến thức P tốt nhất các em đưa về một biến cụ thể ở đây thầy đưa biến x cộng y kem có thể đưa biến x nhân y cũng được nhá và kem đang áp dụng bất đợt thức gì đây thầy muốn chặn khoảng của x cộng y thì thầy áp dụng bất đợt thức là x cộng y bình phương lớn bằng bốn y dấu bằng ở đây chỉ xảy ra khi x bằng y hiện tại sao dấu bằng ở trong cái biểu thức cuối cùng ấy là thầy phải cho x bằng y vào ok thì lúc này thầy sẽ phát hiện ra là à lúc ấy t nó sẽ xảy ra một trong hai trường hợp nhưng vì có cái điều kiện là x lớn hơn hai và y lớn không nên t chắc chắn nó không thể xảy ra trường hợp âm được nên chỉ có thể là t lớn cái này mà thôi và tất nhiên dấu bằng đây xảy ra khi x bằng y căn hai trừ hai đúng không? Đó, bằng vào đây x bằng y và x y bằng cái này thì x bằng y bằng 2 căn 2 2. Đó. Sau đó mình xử lý nốt bài toán ở biểu thức P nhá. Đó thì đấy là bài toán của chúng ta. Câu 19, có bao nhiêu số nguyên dương B sao cho ứng với mỗi B có đúng 3 giá trị nguyên dương của A mà nó thỏa mãn điều kiện. Đó là gì đây? Ừ. log cơ số 2 của 2 mũ A cộng A trên A nhân B cộng với 2 mũ A nhỏ hơn bằng A nhân với B trừ 1. Cái ấn tượng đầu tiên của chúng ta là gì? Thứ nhất, B nguyên dương. Thứ hai, A nguyên dương. Như vậy mình không cần phải quan tâm đến cái điều kiện nữa nhá. Thứ ba nữa là khi mà các em nhìn vào đây, ý, cái ấn tượng đầu tiên của em ấy là các em cần phải biến đổi của biểu thức này. Và các em nhìn ra các hàm bằng chữ ngay lập tức. Quan sát nhé, thì các em thấy là như này. Cái nô ga cơ số 2 của 2 mũ A cộng với A trên A nhân B, được chưa? Cộng với 2 mũ A sẽ nhỏ bằng A nhân B trừ đi A. Cái này tương đương điều gì? Tương đương với nô cơ số 2 của đây là 2 mũ A cộng A trừ đi nô no ga cơ số 2 của A nhân B đúng không đó thì cộng với 2 mũ A cộng A thì nhỏ bằng A nhân B đó thì ngay lập tức em nhìn ra hàm nói <laughs> Các em nhìn ra hàm nói là lô ga cơ số 2 của 2 mũ A cộng A cộng với 2 mũ A cộng A được chưa thì nó nhỏ bằng nô no ga cơ số 2 của A nhân B xong cộng A nhân B hàm đặc trưng nhìn thấy hàm đặc trưng không rồi, các em xét cho thấy cái hàm số <laughs> FT của chúng ta bằng gì? Bằng noga cơ số 2 của T cộng T Trong đó <laughs> Hôm nay được rõ ràng là đồng biến Đồng biến trên khoảng từ không đến dương vô cùng Đúng không? <laughs> vậy thì một tương đương điều gì cả lớp? một tương đương với là F của 2 mũ A cộng A Nhỏ bằng F của A nhân B Vậy tương đương với là 2 mũ A cộng A Sẽ nhỏ bằng A nhân B Như vậy là các em xong bước 1 đây mới chỉ là bước một thôi tức là từ cái giả thiết phức tạp các em đã đưa về giả thiết đơn giản nhưng đây nó mới chỉ là cái bước một là bước gọi là bước đơn giản của bài toán thôi cái khó của bài toán ấy nó nằm bước biện luận đằng sau câu hỏi là có bao nhiêu số nguyên dương b để sao cho ứng với mỗi b có đúng 3 giá trị nguyên dương của a thỏa mãn điều kiện này Thầy nói lại nhá ứng với mỗi giá trị của b có đúng 3 giá trị nguyên dương của a thỏa mãn điều kiện này thì các em phân tích và các em biện luận cái chỗ này bằng cách nào thì Kem để ý này Ở đây ứng với mỗi B Nghĩa là ví dụ B bằng 5 nhỉ Thì là 2 mũ A cộng A nhỏ bằng 5A Đúng không? B bằng 6 chẳng hạn thì là 2 mũ A cộng A nhỏ bằng 6A B bằng 100 chẳng hạn thì là 2 mũ A cộng A nhỏ bằng 100A Thì có bao nhiêu cái số B như vậy Để sao cho chỉ to có đúng 3 số nguyên dương của A thỏa mãn thôi Chỉ có đúng 3 số nguyên dương của A Như này các em thấy là rất nhiều số nguyên dương của A thỏa mãn này. Thì cách làm của nhau như sau Cho nó cô lập đi nhá. Cô lập tương đương với điều gì? Chia ra cho A nhé, chia ra A. 2 mũ A trên A. Rồi, 2 mũ A trên A. Cộng với 1 sẽ nhỏ bằng B. Được chưa? Rồi, nhá Ok, ok, ok. Nào làm sao để có đúng 3 số nguyên dương A thỏa mãn. Các em tưởng tượng bây giờ như này này. Bây giờ nhá bây giờ các em nhìn nhá Các em nhìn, nhìn cái phân phối của cái số nguyên dương của A. Thầy sẽ không muốn xét hàm nhiều tại vì nhìn như thế nó hơi phức tạp. Nên thầy sẽ muốn trình bày một cách cách đơn giản nhất để cho các em hiểu các em nhìn nhá bây giờ thì xét cái hàm số về trái cái giá trị về trái gọi là fa để chưa thì ứng với giá trị a nguyên dương thì thầy sẽ có giá trị hai mũ a trên a cộng một nó sẽ như thế nào nó sẽ biến đổi như thế nào nào với a bằng một bắt đầu từ số nguyên dương đầu tiên đây nhìn nhá nào tất cả con mắt của chúng ta hãy đổ dồn vào cái máy tính máy tính này đây thôi rồi che mặt thầy định được rồi, các em nhìn này. Nhìn này, nhìn này, quan sát này. Menu 1, được chưa? Ừ, rồi, bây giờ thầy sẽ cho là hai mũ a à, trên à không, menu 8 chứ, ấn menu 8 chứ. Table này. Các em nhớ là AB nguyên dương nên các em chỉ cần quan tâm đến hai hai mũ. Ok. Ờ à, thầy sẽ cho chạy từ 1 cho đến um, 20 đi. Nhỉ? Bước 1 không quan trọng đâu. Rồi, a bằng 1 thì nó là giá trị này bằng 3. A bằng 2 bằng 3. A bằng 3 thì nó là 11/3. Bắt đầu tăng dần các em thấy không? Các em nhìn thấy cái biển cái cái sự phân phối của nó ấy, nó tăng dần. Các em thấy mọi thứ nó đang tăng dần không? Rõ ràng khi mà a càng lớn thì hai mũ a càng ngày càng lớn, nó tăng lên nhanh hơn rất nhiều so với a. Nó càng ngày càng lớn, nó tăng dần, tăng dần, tăng dần các em thấy không? Ok nhá. Như vậy các em hình dung này, a bằng 1 thì giá trị này bằng 3. A bằng 2 giá trị này vẫn bằng 3. Được chưa? A bằng 2 giá trị này vẫn bằng 3. A bằng 3 thì cái giá trị này bằng 3,6 Nó là 11 phần, 11 phần 3 Được chưa A bằng 4 thì cái giá trị này bằng 5 Nó đang có xuống tăng lên này Rồi các em nhìn này A bằng 5 thì cái giá trị này bằng 7,4 Và cứ như vậy Đến A tăng mãi Thì nó cũng tăng rất là nhiều Như vậy nó đi ngang này Cái đoạn này đi ngang xong nó cứ tăng dần Tăng tăng và nó tăng như vậy Đó <laughs> Ok Ok, như vậy là các bạn có thể nhìn ra được cái 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 sự phân phối như này. Bây giờ các em phải hiểu là như này này, cái nhiệm vụ của bài toán ấy là có bao nhiêu số nguyên dương B để sao cho ứng với mỗi B có đúng 3 giá trị nguyên dương của A thỏa mãn. Thầy lấy ví dụ như này nhá. Thầy hỏi các bạn bây giờ nếu mà giả sử B bằng B bằng 10 nhá. Thì à thôi rồi, giả sử B bằng 1 chẳng thì hai mũ A trên A cộng 1 bé bằng 1 thì liệu có số A nào không? Không có số nguyên dương A nào. Không? Hoặc B bằng 2 thì có số nào không? Không có. Nếu B bằng 3 thì có bao nhiêu số? Nếu B bằng 3 thì có bao nhiêu số cả lớp? Nếu B bằng 3 thì đây Thì nó có hai số Nó là A bằng 1 hoặc A bằng 2 Đúng không? nếu B bằng 3 thì có hai số Thế nếu B bằng 4 thì sao? Nếu B bằng 4 thì sao? B bằng 4 thì nó sẽ có 3 số À đúng rồi 1, 2, 3 B bằng 4 thì nó có 3 số 1, 2, 3 Thế nếu B bằng 5 thì sao? Nếu B bằng 5 thì có 4 số 1, 2, 3, 4 Các em hiểu không? Thế nếu B bằng 6 thì sao? Nếu B bằng, nếu B, nếu B bằng 6 đây, nếu 6 đây thì vẫn có bốn số 1 2 3 4 như thế các em cứ hiểu là a, à, b mà càng lớn ấy thì khả năng cao số giá trị có thể có của a càng ngày càng nhiều nhá và để mà có đúng ba số nguyên dương a thỏa mãn thì các em cứ hiểu là cứ có ví dụ số này mà thỏa mãn thì tất cả các số lùi về sau nó cũng sẽ thỏa mãn tại vì là hai mũ a cộng a hai mũ a trên a cộng một nó có xu hướng tăng trừ giá trị một hai nhá từ hai trở đi nó có xu hướng tăng còn một thì nó với hai bằng nhau còn thứ hai trở đi là đứng số xuống tăng Nên cứ có một cái số ở bên phía này thỏa mãn Thì tất cả các số đùi về sau nó thỏa mãn Nên để mà có 3 số nguyên dương thỏa mãn Thì chúng ta chỉ làm sao cho có đúng 3 số này thôi Đó là 1, 2, 3 Chỉ có đúng 3 số này thỏa mãn thôi Và số này không được quyền thỏa mãn Không được quyền thỏa mãn Nếu mà số 4 thỏa mãn Thì ít nhất kem có 4 số nguyên dương thỏa mãn là 1, 2, 3, 4 Nên số 4 không được quyền thỏa mãn Và số 3 thỏa mãn Như vậy cái yêu cầu bài toán để mà có đúng ba số nguyên thỏa mãn là gì? Yêu cầu bài toán tương đương điều gì? Yêu cầu bài toán tương đương với... Đây nhá. Đây là biểu thức hai nhá. A bằng 3 thỏa mãn. Và A bằng 4 không thỏa mãn. Được chưa? nó mình hiểu bài không? A bằng 3 nó phải thỏa mãn. Đây. Thì lúc ấy 1, 2, 3 thỏa mãn. Nhưng A bằng 4 không được quyền thỏa mãn. Tại vì nếu A bằng 4 thỏa mãn thì có 4 số thỏa mãn. Được chưa? Ok nhá Thì A bằng 3 thỏa mãn thì các em theo A vào đây thỏa mãn Thì nghĩa là các em có được 2 mũ 3 trên 3 cộng 1 nhọn bằng B là đúng Còn 2 mũ 4 trên 4 cộng 1 nhọn bằng B là sai đã không thỏa mãn thì cái này sai Sai thì dấu nó ngược lại Dấu nó ngược lại nhọn bằng thì dấu ngược lại lớn hơn Thế thôi nhá Thì điều đấy nghĩa là các em sẽ có được là 11 phần 3 nhọn bằng B Và B phải nhỏ hơn 5 Mà B nguyên dương B sẽ nhận giá trị là gì? À, số 4. Ồ, có mỗi số 4 thôi. Bài này thì người ta cho số liệu này nó hơi nhỏ nên nó dễ. Thì nếu mà giả sử người ta cho số liệu to hơn thì các em cứ theo bám theo cái phương pháp này của các em làm. Thầy đang đưa cho các em cái 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 cái, cần câu ấy, cái, cái cần câu để các em kiếm ra con cá chứ không thầy đưa không phải đưa cho các bạn con cá. Tức là các em kể cả số liệu nó to hơn đi chăng nữa thì các em cứ bám vào cái cần này để các em làm. Là các em câu được cái con cá. Con cá của các em có thể tưởng tượng là cái kết quả Nha. Đó. Thì cứ bám vào nó mà làm thì các em phải đảm bảo được là a bằng ba nó phải thỏa mãn và a bằng bốn không được quyền thỏa mãn thế là được nha như vậy đáp án của chúng ta là chỉ có một số thôi ừ. nghe này câu 20 mươi ừ. câu hai mươi cho hàm số fx thì bằng hai mũ x trừ đi hai mũ âm x cộng với hai nghìn nhân với x mũ ba biết rằng tồn tại số thực m sao cho bất phương trình này có nghiệm đúng với mọi x của r thì hỏi m thuộc khoảng nào sau đây Bước 1 là chúng ta cần phải đơn giản hóa bài toán, đúng không? Làm sao để đơn giản hóa bài toán? Làm, làm sao để mình đơn giản hóa bài toán này? Thì khi mà các em nhìn vào này thì cái dạng bài toán này chúng ta đã gặp khá là nhiều lần liên quan đến thứ nhất hàm lẻ, thứ hai đơn điệu. Và với những bài toán hàm lẻ đơn điệu thì các em luôn luôn có thể xử lý được rất là nhanh chóng nhá. Như sau, các em quan sát này. Thứ nhất các em nhận xét được là fx là hàm lẻ. Nhận xét này. Thứ nhất x là hàm lẻ Hàm lẻ ở đây thể hiện qua điều gì? Đó là f x thì bằng âm của Fx Cái này các em tự suy ra nhé Thầy sẽ không nói tại sao Đương nhiên các em thấy bữa f x vào các em thấy nó số đối nhá. Và thứ hai nữa Đó là Fx luôn đồng biến Đồng biến là đồng biến trên r luôn Tại vì sao các em cứ thấy là x tăng thì mọi thứ đều tăng X tăng thì âm x giảm Nhưng mà âm của hai mũ âm x thì giảm Nhưng mà khi mà các em xét thành dấu trừ Âm của hai mũ âm x thì tăng Nếu không các em tính đạo hàm ra thì các em cũng thấy điều đấy Thì hai cái điều này các em tự suy nhá Coi như là một bài tập về nhà đi Để các em tự suy ra Còn các bạn mà không nắm được cái này thì đương nhiên là những bài này các em không làm được nếu mà giả sử thầy đã nói đến đây rồi các em còn không hiểu tại sao nó làm mà nẹ mà không hiểu tại sao nó đồng biến thì đương nhiên là bài này các em không có cơ hội để làm được thì các em bắt buộc các em phải tự suy ra được thì các em mới có cơ hội để các làm được bước tiếp theo nhá rồi, ok, sau khi đã biết được FX là hàm lẻ và đồng biến rồi, các em nhớ thầy một cái bộ đề như sau. Ừ. Rồi, nếu như mà FX là hàm lẻ đồng biến trên R. Thì ta sẽ có điều như sau. FA cộng FB lớn bằng A lớn bằng 0. Chỉ xảy ra khi và chỉ khi là A cộng B lớn bằng 0. Bộ đề này không phải to tác gì đâu. Chứng minh nó cực kỳ dễ nhá. Chứng minh này. Chứng minh cực kỳ dễ. Kem có được như này. FA biến đổi tương đương thôi. Cộng FB mà lớn bằng 0. Thì kem sẽ có được FA lớn mà âm FB. Được chưa? Chuyển với đổi dấu. Vì FX làm nẻ nên kem sẽ tương đương với FA lớn bằng f của trừ b tại vì âm fb thì mà f trừ b do fx làm lẻ và đề bài cho fx đồng biến trên rồi nên cái này sẽ tương đương được là a lớn bằng âm b và a lớn bằng âm b thì các em sẽ có được a cộng b lớn bằng 0 điều phải chứng minh thì đây là cái lý do tại sao mà các em có điều này nhá ok bây giờ mình quay trở lại với vấn đề áp dụng thì giả thiết mình có điều này đây giả thiết mình có được là f của nó cái này đúng với mọi x thuộc r rồi để mình áp dụng nhé Ta có được điều này Đây là giả thiết Và rõ ràng Fx là hàm đẻ đồng biến Ta sẽ có được điều này Ta có này Thế điều này sẽ tương đương điều gì? Tương đương với 4 mũ x Trừ đi mx Cộng với 37m Cộng với đây là x trừ m Trừ đi 37 Nhân với 2 mũ x Lớn bằng 0 Cái này đúng với mọi x của r Đó, FA cộng FB nữa mà không Thì tương đương với là A cộng B lớn mà không nhé Được chưa? Ok chưa? Rồi Thế thì các em sẽ có được cái điều gì đây? À, những cái bài như này các em bắt buộc các em phải suy nghĩ và phân tích Thì thường thường nó sẽ có nghiệm đẹp đấy các em ạ Tức là thường thường các em phân tích nhân tử Đây 4 mũ x này, đây là 2 mũ x này Quan sát tiếp nhé Quan sát tiếp thì các em có được cái 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 gì nữa nhỉ? Đây là 37M này, đây số 37M này Vậy ý tưởng là gì? Là các em nhóm hết những gì có m các em nhóm nằm vào một bên và những cái x riêng lẻ các em nhóm vào một bên. Thì cái này tương đương điều gì cả lớp? Cái này tương đương với là 4 mũ x này. Được chưa? xong à, rồi cộng với gì? Cộng với x trừ đi 37 nhân với 2 mũ x. Cái nào không có mờ thì thầy cho cho ra. Cái nào có mờ thầy để ra ngoài. Được chưa? Rồi ok, tới đây các em nhóm 2 mũi x nằm nhân tử chung thì trong còn 2 mũ x cộng với x trừ đi 37. Trừ m nằm nhân tử chung trong còn x cộng với 2 mũ x trừ đi 37. lớn bằng 0. Được chưa? Thì cái này cũng đúng với mọi x thuộc R thôi nhá. Thì cái này tương đương điều gì? Tương đương với 2 mũ x trừ m nhân với 2 mũ x cộng với x trừ đi 37 lớn bằng 0 nhá. Nó tiếp tục là đúng với mọi x thuộc R. Đó. Được chưa? Ok thì tới đây xong chưa? Tới đây xong chưa? Chưa Tới đây bạn nào mà yếu thì vẫn chưa làm được đâu Đó Tới đây nói chung bạn nào mà yếu thì tới đây vẫn chưa làm được đâu Các em cần tìm mờ để sao cho cái này đúng với mọi x r Nhiệm vụ bài toán Tức là mình đã đơn giản hóa bài toán khá là nhiều rồi Thế nhưng mà tới đây bạn nào mà yếu thì các em vẫn Chưa 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 thể xoay sở được Tại vì là các em vẫn thấy nó khó Thì các em thấy là như này này Các em lại tiếp tục các em đảo con mắt của chúng ta ấy Thì các em thấy là hai mũ x cộng x 37 và bằng 0 chỉ xảy ra khi x bằng mấy? Nào, thầy hỏi đây, 2 mũ x x bằng 0 sẽ ra x bằng mấy? x bằng um, 4 à? Có phải không nhỉ? À x bằng 5. À x 5 đúng rồi. x 5 các em nhìn nhận xét một điều như này nhá. Các em nhận xét này, đây thầy ký đây là 1 nhá, thì thầy, thầy tí nữa thầy giờ là 1 sau. Nào, có một cái nhận xét cực kỳ quan trọng như này. Các bạn nhìn thấy cái hàm số 2 mũ x x 37 là một hàm số đồng biến trên R. Đúng không? và nó chỉ bằng không xảy ra khi bằng 5. Bản chất cái phiên đồ thị nó sẽ có dạng như này. Đây là y bằng 2 mũ x cộng x trừ 37. Nên mình có thể nhận xét một điều là à hóa ra hóa ra là cái này sẽ bằng 0 xảy ra khi bằng 5, cái này dương khi mà x lớn 5 cái này âm khi nhỏ 5. Đúng không? Nên dấu của nó khi mà đi qua 5 thì nó sẽ là dấu như vậy. Được chưa? Nên các bạn hiểu là như này này. X bằng 5 nó sẽ là một nghiệm của kiệm đơn của anh này Thôi được rồi, thầy sẽ nói này nhá Thì ta sẽ có được là 2 mũ x cộng x trừ 37 Thôi làm này đi, cùng dấu x 5 Nghĩa là khi mà x 5 dương thì cái này dương Khi x 5 âm thì cái này âm Và khi x 5 bằng 0 thì cái này bằng 0 hai này cùng dấu với nhau Đó, thôi được rồi, các bạn làm này đi cho nó dễ hiểu Nên cái một sẽ tương đương điều gì? hai này tức là hai cái này nó luôn luôn, luôn 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 cùng phía giống như kiểu là kem tưởng tượng âm dương ấy. dương thiên đường âm là địa ngục và bằng không nghĩa là mặt đất chẳng thì các bạn thấy là hai cái này một là nó cùng lên thiên đường hai là nó cùng ở mặt đất hoặc nó cùng số địa ngục giống như kiểu là um, gì không? có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu ấy. kiểu như vậy nó luôn luôn đi cùng nhau đúng không thì khi đó một sẽ tương đương với hai mũ x trừ đi m lại so sánh cái này các em có thể đổi này đổi vị trí cho nó. nó nhìn này có phải đơn giản hơn không đúng không? Nhìn này có phải đơn giản hơn không? Đúng không? Đó, được chưa? Ừ. Tới đây các em phải có một điều kiện cần là x bằng 5. Các em thấy là cái x bằng 5 là nghiệm nhưng bắt buộc nó phải là nghiệm kép trở lên. Tức là các em phải hiểu bản chất này, cái vế trái của chúng ta ấy nó sẽ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 5. Nhưng nó cắt thì bắt buộc nó phải cắt theo kiểu để thầy nghĩ cách giải thích cho các bạn dễ hiểu hơn. Nó cắt thì nó phải cắt Theo kiểu tiếp xúc kiểu này này Tại vì nó lớn mà không đúng với mọi mà Đúng với mọi nhá Thì x bằng 5 nó phải là nghiệm kép Nó phải là nghiệm kép hoặc nghiệm vội chẵn Chứ không bao giờ có chuyện là Tức là điều kiện của chúng ta, điều kiện cần của chúng ta Đó là cái 2 mũ x trừ m Bắt buộc phải bằng 0 khi x bằng 5 Tức là x bằng 5 sẽ là nghiệm của cái 2 x trừ bằng 0. Tại vì nếu mà giả sử cái này mà không dính vào nghiệm x bằng 5 thì cái này x bằng 5 nó sẽ là nghiệm đơn, tức là khi qua năm nó sẽ đổi dấu. Nó sẽ đổi từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm. Vì thế nên nó không bao giờ có chuyện lớn mà không đúng với mọi được. Đấy thầy đã cố gắng để giải thích các bạn hiểu nhưng mà bạn nào giỏi thì các em hiểu ngay lập tức. nhưng bạn nào yếu thì các em sẽ đoạn này sơ cấn một tí này. Các em phải hiểu là như này này. À cái điều kiện cần ấy là x bằng 5 nó phải tiếp tục là nghiệm của cái này nữa. Còn nếu tại vì sao nếu mà không phải ấy, thì khi đi qua năm nó sẽ có sự đổi dấu nó sẽ đổi từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm tại x là một nghiệm đơn nó bắt buộc nó phải đổi dấu và khi nó đổi dấu thì không bao giờ có chuyện đúng với mọi thứ r được đúng không nhá ok đó được chưa đó điều này xảy ra khi nào y hai mũ năm trừ m bằng không tương đương với m bằng ba hai đã có điều kiện cần thì mình phải có điều kiện đủ điều kiện đủ khi m ba hai ta sẽ có hai mũ x trừ đi ba mươi hai nhân với x trừ năm lớn bằng không cái này đúng với mọi x thuộc r thỏa mãn nhá Đương nhiên này đúng X lớn 5 thì cái này cùng dương X nhỏ 5 cái này cùng âm X bằng 5 cái này bằng 0 nhá. Vậy mình kết luận được Đó là X à, M bằng 32 Được chưa M bằng 32 nhá. Ok M bằng 32 thì các em chọn được cái đáp án là đáp án A Tìm số giá trị nguyên của tham số thực M để tồn tại các số thực xy thỏa mãn điều kiện. Nào các em có điều kiện gì đây? Nào, e mũ x bình cộng y bình trừ m cộng với e mũ x cộng y cộng x y trừ m thì bằng x bình cộng y bình cộng x y cộng x cộng x y. Wow. Oh, sao bà trông nó phức tạp thế này? Nào, các em tưởng tượng cái số mũ này là a, số mũ này là b thì cái ấn tượng đầu tiên của chúng ta là gì? Là cả cái cụm này này. Nó là a cộng b nhưng mà còn cộng 2 nữa. Được chưa? Đó các em thấy không? Nếu mà các em đặt cái số mũ này là a, số mũ này là b thì cả cái cụm này nó là a cộng b cộng 2. Được chưa? Như vậy các em hình dung ra là à. Bây giờ nhá. Các em hãy tưởng tượng như bây giờ là chúng ta sẽ có được là x bình cộng y bình trừ m, các em cho nó bằng a đi. Và x cộng y cộng x trừ m bằng b đi. Mình đặt đi. Coi như mình đặt đi. Thì ta sẽ có được e mũ a cộng với e mũ b sẽ là bằng a cộng b cộng mấy cộng 2 Nào nào bây giờ thầy thấy các bạn bảo là bài này hàm đặc trưng lộ luôn rồi trời ơi thầy thấy nó có lộ gì đâu bài này hàm đặc trưng có lộ đâu không lộ cụ thể bài này các em không dùng hàm đặc trưng đó mà các em phải khéo léo một tí các em tưởng là hàm đặc trưng nó không phải các em phải khéo léo một tí để các em dùng đến cái so sánh các em phân tích thì các em có được bộ đề như này nó là thầy ghi là bộ đề tại vì nó những cái áp dụng trong bài toán mà những cái đề nếu mà các em nhớ được thì tốt không nhớ được không vấn đề gì nhá nhưng mà nếu mà nhớ được nó sẽ hỗ trợ cho các em thêm nhiều bài khác nữa nhá các em có một cái bộ đề như này đó đó là em x thì bao giờ lớn bằng x cộng một đúng với mọi x thuộc r đúng nhỉ đúng với mọi x thuộc r đúng không em x bao giờ lớn bằng x cộng một đúng với mọi x thuộc r bây giờ mình cùng nhau chứng minh nó một tí nhá chứng minh nhá. Thì xét hàm số fx thì bằng e mũ x trừ x trừ 1. Các em có f phải x bằng gì? f phải x bằng gì? Bằng e mũ x trừ 1. Nên ta suy nghĩ f phải x chỉ có thể bằng 0. Xảy ra khi và chỉ khi x bằng 0. Đúng không? Và sau đó mình sẽ có được cái bảng x này, âm vô cùng này, 0 này, dương vô cùng này. f phải x nó sẽ bằng 0 đây, nó âm đây, nó dương đây. Và sau đó mình sẽ có được Fx của chúng ta sẽ như nào Rồi F0 bằng gì F0 mà em cũng không 0 1 Thì bằng, bằng 0 F0 Từ đó mình suy ra Fx Lớn bằng 0 với mọi x thuộc R Đó Thì đấy là bộ đề Đúng không Đấy là bộ đề rất quan trọng Đúng không Rồi Thì với việc áp dụng vào bộ đề này Mình có được như này Ta có này Áp dụng này Thôi mình ghi áp dụng đi để mình hiểu được cái khóa bước tiếp theo áp dụng một tí nhá áp dụng em nhìn ra ngay được là là gì là em mũ a lớn bằng a cộng một với mọi a thuộc r em mũ b thì lớn bằng b cộng một với mọi b thuộc r nên ta suy ra em mũ a cộng với em mũ b lớn bằng a cộng b cộng hai dấu bằng xảy ra khi nào dấu bằng xảy ra khi a bằng b bằng không Được chưa? Và với việc rõ bằng sẽ A bằng B bằng 0 ấy thì cái bất à, cái phương trình cái giả cái giả thiết đề bài tương đương với điều gì? Vậy ta có. Vậy cái giả thiết đề bài tương đương với là A bằng B bằng 0 nghĩa là các em có được x bình phương cộng y bình phương trừ m bằng 0. Và cái x cộng y cộng x y trừ m cũng phải bằng 0. Như vậy các em đã đơn giản hóa bài toán xong. Từ cái giả thiết rất là phức tạp, nhìn có vẻ khủng khiếp. Các em đã đơn giản hóa bài toán thành một cái hệ được chưa? Và các em cần tìm m để hệ này có nghiệm xy, tức là tìm m để sao cho cái hệ này tồn tại nghiệm xy. Nó các em phải tìm m để cho tìm xem số giới trị nguyên m để cái này có nghiệm X, y Đó, thì rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với cái thách thức tiếp theo, đúng không? Cái đầu tiên nó chỉ là cái bước khởi đầu, cái bước đầu tiên, bước đầu tiên không hề dễ đâu em nhé. Để nó nắm được cái này thì các em tạo ra được cái a bằng b bằng không nó không hề dễ. Nhưng đây mới chỉ là bước một. Và ở đây các em đang phải đối mặt với cái thách thức tiếp theo Cái bài này nó thiên về toán cấp 2 Tức là các em cố gắng đi tìm mở để sao cho một cái hệ đối xứng Nó nó có nghiệm Có nghiệm Ở đây không có bất kỳ một cái điều kiện nào của x và y cả Lưu ý điều đấy nhá Y nó số bất kỳ Nhưng làm sao để tìm mở để sao cho cái hệ này có nghiệm Tìm mở để làm sao cho cái hệ này có nghiệm Đó Thì đối với những cái hệ mà đối xứng loại 2 như thế này Đối xứng loại 2 như thế này Các em nên làm như nào kem có thể kem có thể đổi biến tức là kem đặt nhá tại vì x bình cộng y bình thì các em có thể đổi sang cái x cộng y được đúng không ừ. ok bây giờ kem có được như này nhá tốt nhất là mình sẽ chặn khoảng m bây giờ mình sẽ chặn khoảng m nhá mình chặn khoảng m để làm sao đảm bảo là có nghiệm rồi thì bây giờ các em chặn khoảng bờ bằng cái nào? Uhm. Nào. Các em có được m bằng x bình cộng y bình và m bằng x cộng y cộng y thì ta sẽ có được như sau nhá, ta có này, chặn khoảng m này. m bằng x bình cộng với y bình thì nó sẽ lớn bằng x cộng y tất cả bình phương trên 2. Đúng không? Đó, tại vì x bình cộng y bình thì bao giờ nó x cộng y bình phương trên 2 mà. Giá bằng sẽ khi bằng y Nhân chéo lên từ đầu x chỉ nó bình thường nữa mà không nhá Ok lại có M bằng x cộng y cộng x y. Mình đưa hết về x cộng y nhá Thì nó nhọn bằng x cộng y Cộng với x cộng y tất cả bình phương trên 2 Các bạn lưu ý thêm một điều là x nhân y Thì nhọn bằng x cộng y bình phương trên 4 sẽ các bạn Được chưa? Như vậy m lớn bằng cái này Nhưng m lại nhọn bằng cái này được chưa? Như vậy mình sẽ chặn được khoảng của x cộng y ngay lập tức nhá. Do đó ta suy ra bị m bị kẹp giữa như là x cộng y tất cả bình phương trên 2. Đó, nó sẽ nhỏ bằng x cộng y cộng với x cộng y tất cả bình phương trên trên 4. Ok. Được chưa? Thì mình sẽ chặn được khoảng của x cộng y. Đúng không? nó đây thầy sẽ thầy chặn được khoảng của x cộng y luôn. Rồi, đợi thêm một tí nhá ơ sao không ăn nữa nhỉ rồi chuyển với đổi dấu thì các em sẽ tương đương được là x cộng y của chúng ta sẽ bị chặn trong cái khoảng đó là không bén bằng x cộng y bằng bốn Ok, không mấy mọi ý có gì béo bằng 4 nhá. <cười> 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 Được rồi bây giờ mình đổi biến đi nhá Ok Bây giờ mình đổi hết sang, sang một biến của x cộng y đi Mà mình rút m theo nhá Ta có đây Đặt x cộng y bằng t nhá Bằng t Đó Thì ta sẽ có được x cộng x nhân y của chúng ta sẽ bằng m trừ t Chuyển với đổi dấu là m trừ t Đó Vậy ta sẽ có được x bình cộng y bình Nó bằng x cộng y tất cả bình phương Trừ đi 2 y đúng ở lớp x cộng y bình phương trừ 2 y đúng không? Thì nó là t bình phương trừ đi 2 lần m trừ t Đúng không? t bình phương cộng với 2T trừ đi 2M. X cộng Y bình phương bằng này. Vậy ta suy ra X cộng Y bình phương trừ M bằng 0. Chỉ xảy ra khi ghi T bình phương cộng với 2T trừ 2M. Nó trừ M bằng 0. Vậy các bạn sẽ tương đương được là 3M sẽ bằng T bình phương cộng với 2T. Đúng không? Ok. Thì T bị chặn nó đoạn 0 đến 4. Nên cái này thì bị chặn trong đoạn từ đâu đến đâu oh, đợi thêm tí này X bằng 4 thì x bình cộng 2 x bằng mấy nhỉ? 4 bình là 16, 16 cộng 2 là 8 T nhỏ bằng 4 mà 4 bình là 16, 16 cộng 24 Mà lớn bằng 0 Rồi không béo bằng 10 bé bằng 8 Các bạn lưu ý này Ở đây game vẫn phải thêm cái điều kiện đủ nữa Tức là nếu mà game làm kiểu này thì game vẫn phải là điều kiện cần và đủ Tức là đi, khi mà nó có nghiệm thì game chỉ ra được là không béo bằng 10 bé bằng 8 Nhưng mà khi mà không béo bằng 10 bé bằng 8 Thì có chắc là tồn tại hay không Đó. Có chắc là tồn tại các cặp số nguyên xy Để sao cho cái cái x bình gọi y bình m và x y bằng m hay không thì um, nó sẽ tồn tại nhá kem cho m bằng không nó thỏa mãn này và m bằng tám ở hai đầu mút nó thỏa mãn luôn m bằng tám x bằng y bằng hai thỏa mãn còn m bằng không thì x bằng y bằng không thỏa mãn và tất cả giá trị còn lại thì nó sẽ đảm bảo được là khi mà khi mà m thuộc khoảng này ấy, thì sẽ tồn tại t thỏa mãn t bị tức là khi sẽ tồn tại x cộng y thuộc, thuộc, đoạn từ 0 đến 4 thỏa mãn và khi tồn tại x cộng y đoạn không bốn thì tồn tại x y và lúc đấy sẽ chắc chắn là tồn tại tại vì lúc đấy mình đang dùng cái điều kiện đây rồi để so sánh rồi nhá nên ở đây có bao nhiêu giá trị nguyên sẽ có 9 giá trị nguyên từ 0 đến 8. Từ 0 đến 8 là tổng cộng 9 giá trị nguyên. Đây là bài khó. Các em nhá. Đây là bài tương đối khó. Nói chung là bài đấy khó đấy, nói chung là bài đấy khó. Bước đầu thì không quá khó, nói chung cả hai bước đều khó. Nào. Cho phương trình Noga cơ số 2022 của M cộng với căn bằng 2 của M cộng với 2022 mũ mũ x thì bằng 2x với m là tham số thực. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc cái lửa khoảng từ âm vô cùng cho đến 20 để phương trình đã cho có nghiệm thực. Với cái bài toán này, các em thấy phương trình của chúng ta sẽ tương đương điều gì? Là m cộng với căn bậc 2 của m cộng với 2022 mũ x, đúng không? Thì bằng 2022 mũ 2x. Ở đây các em không cần nghe này. Ở đây các em không cần phải đặt điều kiện là cái này phải dương không cần phải làm đặt điều kiện cái này dương tại vì bản chất khi mà cái em viết này ấy, thì cái này đã dương sẵn rồi nên cái này tự khắc là dương chứ em không cần đặt điều kiện nữa nhá ok nhá thế làm sao để có thể đưa về hàm bằng chứ các bạn thấy là như này này khi mà các em biến đổi các biểu thức ấy, thì cái biểu thức bên trong căn nó rất là khó để các em phá hoặc các em có thể làm gì đó bên nó các em không thể kết nối cái bên trong căn với cái bên ngoài được trừ khi các em bình phương hay vệ nên tốt nhất là các em hãy để các cái bên ngoài nó giống với cái bên trong cái bên trong là m 2022 mũ x thì đây có m rồi, kem cố tình cộng thêm 22 mũ x vào hai vế, thì ngay lập tức bên vế phải nó xuất hiện 22 mũ x cộng 22 mũ x nó cũng được giảm bậc ngay Nhìn ra đâu nhỉ? rồi cái này tương đương với là m cộng với 2022 mũ x cộng với căn bậc hai của m cộng 2022 mũ x, được chưa? thì bằng à, 2022 mũ 2x song cộng với 2022 mũ mũ x, về cơ bản 2022 mũ 2x thì đó chính là 2022 mũ x tất cả bình phương Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, thì các em có ngay được hàm đặc trưng Tại vì các bản chất là các em xét cái hàm số đặc trưng Các em xét hàm số FT Nó là T bình phương cộng T Hàm số này đương nhiên là một hàm số đồng biến Đồng biến là đồng biến trên cái nửa khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng Đúng không? Đương nhiên Và cái một của chúng ta Thì nó tương đương với F của căn bậc hai của m cộng 2022 mỗi x nó sẽ bằng f của 2022 mỗi x và hai cái giá trị này đều dương nên cái này sẽ tương đương với m cộng với 2022 mỗi x bằng 2022 mỗi x xong rồi rồi đây các em bình phương hai vế với các em biến đổi như bình thường nhá m cộng với 2022 mũ x thì bằng 2022 mũ x bình phương vậy tương đương với m của chúng ta bằng gì 2022 mũ x bình phương trừ 2022 mỗi x thế thôi. Được chưa? Rồi thì bây giờ mình khảo sát hàm số này ra nhé Khảo sát hàm số này ra. Thì ta vẽ bảng biến thiên, mình sẽ vẽ cái bảng biến thiên của cái vế phải của hàm số gx bằng 2022 mỗi x bình phương trừ 2022 mỗi x thông qua ghép trục đi nhá ghép trục rồi uh, X biến thiên Kem đặt ghép trục thông qua việc là kem đặt 2022 của X bằng U nhá Thì nó sẽ biến thành U bình phương trừ đi Trừ đi U Đúng ở lớp nhá Rồi thì ghép trục như nào X biến thiên nó kéo theo U biến thiên và kéo theo U bình phương trừ U biến thiên Thế thì các em không ghép trục cũng được Nhưng ghép trục thì nhanh hơn thì làm nhanh ghép trục thôi X của chúng ta thoải mái chạy từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng U của chúng ta thì lúc này U bằng 2022 mỗi x đúng không các em? Thì nó sẽ nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Không lấy đầu mút được chưa? Nhớ chưa? Nhá, nó đồng biến đi lên mà. Rồi, thì cái U bình phương trừ U chính là cái GX này. Nó sẽ một điều cực trị là 1 phần 2. Nó sẽ chạy đây là 0 này. Đó, đi xuống đây là 1 phần 4 trừ 1 phần 2 1 phần 4. Đến đây là dương vô cùng. Vậy điều kiện để làm sao cho nó có nghiệm thực có bao nhiêu số nguyên m thuộc được thuộc nửa khoảng để phương trình đã cho có nghiệm ồ oh, chỉ thế này thôi à đơn giản nhỉ vậy điều kiện để có nghiệm thực là gì là đường y bằng m nó phải cắt nhá tức là các em có được m của chúng ta phải lớn hơn bằng âm một phần tư điều kiện mà m của chúng ta thuộc cái lửa khoảng từ âm vô cùng đến hai mươi thì m của nó sẽ nhận giá trị là gì không một hai mươi như vậy có hai mươi một giá trị tất cả 21 giá trị Xong Chúng ta sẽ có 21 giá trị nhé Có 23 nhé Nghe này Câu 23 nghe nhé Có bao nhiêu giá trị thực của M Để sao cho cái phương trình Noga cơ số 3 Của 2x trừ 1 trên 27 mũ 27x bình phương Trừ 54x cộng với 9M thì bằng 3x bình phương trừ đi 8x cộng với m trừ 1 có hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng từ 1/2 đến vô cùng. Và 12m là một số nguyên. Thì các em có bốn phương án lựa chọn như vậy. Thì đây là một cái bài toán có thể nói là tương đối tương đối gì nhỉ? Tương đối dễ đúng không? Tại vì cái vấn đề hàm nói trước các em nhìn nó rất là nhanh. Các em nhìn lên mối quan hệ này 27 54 9 cái con mắt của chúng ta đổ dồn vào nó. Cái ấn tượng của nó đập vào nó ngay tức nó cùng chia cho 9 đúng không? Vậy các em có thể tách nó ra phương trình của chúng ta sẽ tương đương điều gì? loga cơ số 3 của đây nó là 2x 1 này. Đây là 9 năm nhân tử chung trong còn 3x bình phương trừ đi um, 9 năm nhân tử chung trong còn 3x bình phương trừ đi um, 27x đúng không? Đã đâu? 54 54 chia 9 là bằng 9654 đúng không? 6x cộng m đúng không? Đấy. Các em thấy không? Đó, ngay cái ấn tượng đầu tiên cái số 9 này này là đã ăn thấy đơn giản rồi. Đó, nó sẽ bằng 3x bình phương trừ đi 8x cộng với m trừ 1. Đó thì ngay lập tức các em ném cái số 9 ra ngoài, nhìn ng không thích đúng không? Không thích mình ném ra ngoài nhá. Mình ném ra ngoài thì các em tương đương điều gì? Em tương đương với điều gì? Nào, thì cái này các em hoàn toàn nghe này. Các em hoàn toàn có thể cho dưới mẫu đây thì trừ đi noga cơ số 3 của 9 là bằng số 2 đấy đúng không? Đó. Thì các em tiếp tục các em sẽ tương đương điều gì? Bằng số 2 các em ném cái này sang. Là thành cộng 1. Nào, hiểu bài chưa? Đó, mình chuyển về đổi dấu một số yếu tố thôi. Nhá. Rồi, ngay ngay khi mà cái này bằng cộng 1 rồi thì nó lại lại phải tiếp tục quan sát. Thì các em nhìn này, cái này này và cái này này. Các bạn có nhìn ra điều gì không? Các em nhìn này, nếu mà cái này là A này, cái này là B này. Thì có nhìn ra được đây chính là gì? B chữ A không? Nhìn ra là B chữ A không nhỉ? Có nhìn ra ngay đúng không? Nó là B chữ A đấy Đúng không? Nó là B chữ A Như vậy cái này tương đương điều gì? Các em nhớ là ở đây là nghiệm thuộc cái khoảng từ 1 phần 2 đến dương vô cùng nha các em nhé Thì với x thuộc khoảng từ 1 phần 2 đến dương vô cùng thì hãy chỉ một đồ dương rồi Nên các em có thể tách nó ra được nhé 1 này, với x thuộc khoảng từ 1 phần 2 đến dương vô cùng không có chỗ này mình phải nói thêm một câu này nữa tại vì đề bài cho cái này thì mình có quyền mình viết tách này một sẽ tương đương với là noga cơ số 3 của 2x 1 trừ đi noga cơ số 3 của 3x bình phương trừ 6x cộng m nó sẽ bằng 3x bình phương trừ 8x cộng với m cộng 1 thì các bạn thấy hai cái này trừ với nhau là bằng cái này bản chất là các em sẽ tương đương được là noga cơ số 3 của 2x 1 cộng với 2x 1 nó sẽ bằng loga cơ số 3 của 3x bình phương trừ 6x cộng m cộng với 3x bình phương trừ 6x cộng m. Đó, thì cái này tương đương điều gì? Tương đương hai này bằng nhau. 2x trừ 1 của chúng ta sẽ bằng 3x bình phương trừ đi 6x cộng m. Nó thế thôi. Thế thế các em chuyển vế m xong là sang là xong còn gì nữa. m của chúng ta sẽ bằng là gì? Âm 3x bình phương cộng với 8x cộng 1 đúng không? Ở à đâu chỉ 1. Nó chuyển về sang âm bãi bình phương cộng 8x chuyển về cộng 1 nha. Thì làm sao để làm sao cho nó có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt thì mình xét cái hàm số này. Hàm số này mình gọi nó là hàm số fx. Và mình khảo sát hàm số này chỉ quan tâm nó trong khoảng từ 1/2 cho đến dương vô cùng mà thôi. Đúng không? Và cái điểm cực trị của nó sẽ là điểm 8/6 là 4/3 thì fx của chúng ta hệ số a âm nên nó sẽ đồng biến đây nghịch biến đây đương nhiên x tiền đến vô cùng là tiền âm vô cùng được chưa ok nhá thì bây giờ mình sẽ cùng nhau ấn vào casio menu ok 13 phần 3 đó ok cho cái giá trị này bằng um, 1 phần 2 xem nào 9 phần 4 Xong rồi Vậy thì để mà có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng từ 1 phần 2 đến dưới cùng Thì cái đường y m nó phải cắt hai điểm phân biệt Vậy điều kiện ở đây là gì? Điều kiện ở đây là gì cả lớp? Điều kiện là 9 phần 4 này Nó bé ăn m này Và nó phải bé ăn 13 phần 3 Các em nhân 12 lên nhé 12 lên thì 12m của chúng ta sẽ lớn hơn 12 nhân với 9 phần 4 thì tức là lớn 27 và nó nhỏ 12 nhân 13 phần 3 nghĩa là 12 nhân 13 phần 3 bằng bao nhiêu nó bằng 52 mà 12m là một số nguyên Thì 12M nó sẽ nhận giá trị là gì cả lớp nhỉ? Ok, 28, 29, chấm 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 cho đến 51. Vậy các em sẽ có bao nhiêu giá trị? có 24 giá trị của M nhá, 24 giá trị. M sẽ nhận các giá trị là 28 phần 12, 29 phần 12, 30 phần 12 chấm 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 đến 51 phần 12. Vậy có 24 giá trị của M thỏa mãn. Được chưa?